quần áo phụ trang tất cả gọi là xác gánh, thì ba mẹ đi theo để mà lấy tiền hàng đêm thì tôi được đi theo. Cái phim này gợi nhớ nhiều lắm. Cái lúc mà đi tới quay ở ngay cái chỗ mà đắm thuyền ấy, thì Cường có nói anh ơi nơi đó có cái miếu, và tôi đã đến đó tôi xin cho bản thân mình, tôi xin cho đoàn, và nơi đó có một cái ủ mối. Tôi nhớ lúc tôi còn nhỏ, tôi và các anh em bé nhỏ trong đoàn chơi đó, ai nhẹ cái ổ đó, cái ổ rắn một hơi thì bắt đầu người dân tới đó biểu không được lên đi chơi, mà họ tin lắm, mà lúc đó mấy đoàn cái lương tin cái điều đó lắm. Thì ở trong phim dù không có làm được cái ổ rắn, nhưng có làm lại được một số những cái gì đó trong ký ức của tôi, và nhất là hát sân bãi đó. Tôi thật tôi khóc, mà tôi không có cho mấy đứa nhỏ nó biết. Tôi nhớ ngày xưa lắm, nhớ lắm. Nói thật, đi hát bây giờ ấy, không có vui bằng đi hát hồi xưa. Đi hát hồi xưa vui lắm. Và các bạn có biết suốt quá trình quay cái phim này, nó vui không thể tưởng tượng, nó vui lắm.